Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay Khả sẽ tiếp tục mở cho mình đó là 160 ngọc lục thần anh em ơi. Và bát này là bát thứ 3 rồi. Cái gì anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và nếu như ngày hôm nay ra đồ được gì thì Khả sẽ sau cho anh em xem. Bây giờ Khả sẽ đi đến chỗ thành Hoàng Kim Tôn Giả để mở cái đổi anh em ơi. Khả đang thiếu 50k điểm nữa, đang mua mà chưa có nè. Ai bán rồi. Rồi. Rồi nè. Thấy hả mắt, ok. Đang thiếu 50k điểm tống kim, hỏi anh này có không? Có điểm tống kim không? Năm chục ca điện tống kim nó đủ nè mày. Đang mở em đặt mở lên đây. Hello anh em mới vô nha. Đại tới khi mở xong cái này anh em bắt đầu chiến thôi. Cái auto này nó chạy nó là chậm nè. Nó đang mua. Ông mình luôn á. Anh em ai còn điện tống kim không? Tèo còn điện tống kim không em? Nó quýnh 1 giờ, 12 giờ. Em đánh giờ. Gà bắp đó, quýnh lần có 1k, 2k điểm tống kim à. 11 giờ đến 12 giờ. 11 giờ 8 giờ đến 7 giờ, 10 giờ đến 11 giờ. Ừ. Rồi ok, mai 11 giờ đánh à. Đánh gì? Một giờ trước máy à. Đánh điên đấu anh. Ừ, lấy kinh nghiệm. Đi. Đánh không? Mày đánh không? Có. Đó. Đủ, ngon luôn. Rồi. Ngon luôn, đủ cái băng ngon luôn. Ba đam vô hút luôn, gì đâu mà sợ. Đường môn Thiên Nhẫn. Ờ Thiên Nhẫn cũng được. Ừ thôi cũng được, em lấy đạn đường môn cũng được. Đường môn ngon hơn. Thiên Nhẫn này về. Đúng rồi, đường môn có đường môn mà. Ngon hơn, Thiên Nhẫn ngừng, Thiên Nhẫn Sida. Thiên Nhẫn này cho lên 97 ngày hút kinh nghiệm là cho đường môn mà. Ráng tới mùa sau đi quýnh cặp em đem con Nga Mi chụp vô. Rồi, được ít đồ nè, bao rồi. 130 rương thôi. Tẩy luôn Nga Mi chụp luôn. Cái học tu. Rồi, 30 rương. Ôi không được, không được. Nga Mi chụp cái gì đường môn với lại võ đen là hết bài. Lập đội đi. Cùi tiếp. Ôi vậy giờ mình qua mình lại. Rồi, mới mua thêm 50k nữa đủ rồi nè mày, đủ tiền tống kim rồi nha. Tương Dương, nhà môn, ok. Quên lần Tương Dương lần qua. Lần Hải Dương đi lấy xu à. Lấy xu. 800 xu, ít đủ. Nó thiếu vài xu cho ngoài kia lấy. Đại tứ nè. Bỏ hết kia ngoài kia rồi. Rồi xong luôn. Cầu của Nga Mi này không có một cái thanh phù luôn. Phải. Rồi được. Rồi giao dịch. Mình Tiến Lê còn đó. Mình Tiến Lê ơi. 200 anh em đang xem cho Khảo một lần hồ chơi anh em ơi. Một lần hồ chơi anh em ơi. Và video này thì Khả sẽ làm một video ngắn gửi up lại trên kênh, cái gì anh em có thể xem lại trên video trên kênh là một lần nữa trên kênh nha nè. Mà đó, đó thằng em nó cắn chỗ mà mi bo 18 có cái đài á. À, đéo thấy gì mà nhiều cái của em quá. Tôi làm đúng rồi. Ừ. Của em nó bị khóa. Đâu, đâu, đâu. Nhìn cắn ra. Mi bo 18 này mi bo là. Mi 5. Nhiệt lắm. Đỡ mở nè mày. Kỳ ta. Dưới này thấy rồi mà sao có không thấy sao? Đồng quá lắm. Ủa, anh thấy tôi đang đứng. Biết rồi, không thấy nó đứng đâu luôn, không thấy thì sao? À, đợi nó tôi mở anh em ơi. Hôm nay thì anh em chờ đợi một tí nha Nam. Mở xong 100 mấy chục hộp rồi anh em bắt đầu chiến đấu thôi Nam. Nhiều quá nó mở khá là lâu. Nó đi ra một trái. Đi bò 18 phải không? Cái này được không? Ông mang cái bóng thủy là đánh tốt luôn, solo tốt luôn. Cái đai này sinh lực 98 à. Cũng ngon rồi, có năng lực sinh lực là được rồi. Còn có cái nào đẹp hơn tính sau. Cái đai đang đây đang sinh lực 108 mà. À được. Đụng cũng đòi thằng nô không? À. Nào? Cái hàng này tôi cho ông đúng không? Ừ. Đòi thằng nô không mình chơi. Đâu nô đâu nô, chán 20 thôi nhưng mà sinh lực nội lực cao xíu đúng không? Cái gì 100 máy là nô rồi, bây giờ tìm 170, 180 tìm nó ra.
Ý là nếu mà có ra cái Ừ. hàng mà thời gian chán 20 thì mình Đầy lắm á. mình xin cả dân. Đầy á. Thôi xong, Cái thôi shop xong. này Đứng mà ơi, thôi xong đổ kẹo một cái nữa nè. phải nó Thôi thì kiếm người mà bán qua. bây giờ chẳng lẽ chán 20 Chặn chỗ 20 rồi. mà em bán canh đúng không? Chặn chỗ đâu. Một, Anh đi hai, ok. đi Ba, đâu kìa. rồi, cánh mày bán full rồi đó. Rồi lập lập đội anh em mày ơi. đi Việt Nam. Rồi rồi quá rồi. Đi đi. Rồi, Ê bây ơi. giờ bạn ơi. Còn mua đồng kim không bạn? Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi ra con bang nãy giờ muốn rớt nước mắt luôn anh. Không ai bán mua đủ Đâu rồi, mua. à, mua đủ rồi. Vừa mới xong trận tung kim đánh được 20k điểm. Ok, em đủ rồi. Rồi, Mày tiếp bán, theo. mày bán. Rồi, khui tiếp tục anh em ơi. Tìm. Không Trần bán rơi giờ đâu này anh em? vô 2 người thôi. Không, không cần, không cần. Khỏi đâu. Rơi đâu? Đi Đụng bán rồi rút mày. mẹ rồi. Anh là khỏi. Thôi cờ anh em ơi. Phân Mày khai. nó vô để Nè nó mua dính cái đam tay cho rồi, thấy nó nghi rồi, đậu đó. phải. Rồi. Ok anh em ơi, sau khi Khải mở xong 130 hộp Ngọc Lục Thần thì đây anh em à, đó, rương Khải chủ lỗi là hết mấy nghìn vạn luôn rồi anh em, giờ Khải cấp tiền rương đó. Rồi. Đó, 130 hộp nha anh em. Chặt rương quá rồi là giờ phải giao dịch qua con năm độc khoảng tầm 30 rương đi rồi mới khui được nha anh em ơi. Chứ không thể nào mà khui nổi luôn anh em, chặt rương quá. Rồi, vô. Anh em đang xem bát thứ ba xanh Ngọc Lục Thần này, đồ xanh của Ngọc Lục Thần này thì đừng quên để lại cho Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và anh em có ủng hộ nhiệt tình thì lần sau Khải sẽ tiếp tục mua và đầu tư và làm tiếp tục anh em xem nha. Bỏ qua năm động nó dừng bớt à. Rồi tí nữa dừng dừng rừng tí tiếp nè, chứ chặt rừng quá không biết nào khu anh em ơi. Rồi à, hôm qua anh Tiến là đầu tư 130 hộp, còn Khải mua thêm 20 hộp đó nè. Thì Khải sẽ khui là 70, còn lại đợi 80 cho anh Tiến nha. Anh Tiến ơi, ok chưa anh Tiến? Đó, anh em mình chơi khô máu nha. Rồi còn 20 hộp nữa chưa khui, anh em chưa mua nè anh em. Đó, Khải cánh hết nha. Vô. Và bây giờ chúng ta sẽ đến chương trình khui đồ xanh bắt đầu. Anh em đang xem hãy cho like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Cánh bắn rồi anh em ơi, cánh bắn rồi anh em ơi. Này cánh bắn lúc thiên sơn này, là dưới cục tuyết này, cục cây thông này. Ok, thích cánh tìm mới cái mới luôn. Thích cánh tìm cái mới luôn. Sợ gì anh em. Rồi ok. Là Khải đã tính là 20 phút rồi, ok này. Khui. Hiện tại lúc nãy là cái quá tử đại là đã cắn rồi anh em, full miếng bắn anh em. Thiên sơn này, nến hoa tuyết này, rồi cây thông này, rồi quá tử đại rồi, ok. Khui. Áo. Đây. Tầm này cứ đai vào tay 6 dòng đẹp anh em ơi. Cứ đai vào tay 6 dòng, nón 6 dòng là ok. Áo. Ui dồi, giờ áo này để chỗ nào? Rồi. Ok. Khui nè. Rồi hiện tại rồi khui mấy cái. Ra, ra. Nón sinh lực cao. Ra. 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 Rồi, ra. Ok, quăng rác này mày. Cái nào rác quăng tại chỗ luôn cho anh nhanh. Một rác nè, hai rác nè, ba rác nè, bốn rác nè, năm nè, sáu nè. Rồi, 7 món, 8 món đầu tiên rác không. Còn này thì cái nón này lấy sinh lực cao, anh em trong bang ai cần vứt nè mày. Không banh này nọ cũng được, ai cần thì lầm thôi. Rồi, tiếp theo. Một, hai. Mấy cái này hôm trước anh em cũng thấy rồi, Khải mở ra cái này, đôi giày Khải bán được 3 triệu hơn đó nè. Áo. Bữa giờ chưa thấy cái vũ khí nha nè. Anh em có đợi không anh em? Chưa có cái vũ khí nha nè. Anh em hơn 200 anh em đang xem trong một live ủng hộ cho anh em ơi. Chưa cái vũ khí nào anh em ơi, khui này. Vô này đứng khui cho anh em xem luôn. Bật rương sẵn luôn. Đồ nào xấu thì vứt luôn nè. Đủ áo kim không phục hồi nè. Xấu dòng đẹp á. Vứt này. Vứt này. Tại 130, 150 Ngọc Lục Thần này thì Khả đầu tư hết khoảng tầm gần 2 triệu nè. Gần 2 triệu. Gần 2 triệu. Sốt này. Sốt này. Sốt này. Ôi sốt luôn. Ờ vậy bán rồi em ơi, vậy bán rồi. Ok, trước khi mở tiếp theo thì Khải sẽ đi qua bên Gia Lai Bắc. Khải lượm một cái hộp nữa nè mà. Một cái hộp Nhu Tình Hiệp Cốt nữa, quên. Đây hàng về, hàng về. Nhu Tình Hiệp Cốt nữa. Trên đầu là có mình bán đầy đủ anh em, tại vì đang cung lôn á. Dòng này nọ nó nhiều quá, dòng sáng băng chủ này nọ nhiều quá. Nó không hiện may mắn thôi chứ, may mắn trong người có đó nè. Rồi. Anh em cứ đợi còn dòng thiên sơn là còn may mắn đó. Rồi, tiếp tục lên lại. Lên lại lầm nó ít đồ nữa. Hiện tại chưa có đồ gì ngon anh em ơi.
Hiện tại Khải không có sếp may mắn vào lâu rồi, Khải chỉ có cái ông già may mắn thôi nè, chứ Khải không có đồ may mắn nè ơi. Đợt này đợt nam á Khải không có đồ may mắn. Đợt nữ thì Khải có cái gia truyền nè, đợt nữ thì Khải có gia truyền, đợt này thì không có. Tiếp tục bỏ qua khu tiếp nè ơi. Cho nem động nó chập rương, chống rương cá luôn. Rồi. Khui hạt. Rồi, tiếp tục. Đó, tiếp tục là vừa rồi là 17-18 rương rồi. Tiếp tục đây thêm hai mấy ba chục rương nữa nè ơi. Khải thì khui khoảng 70 rương thôi. Anh Tiến, anh Tiến khui như nào? Anh Tiến vô đi cốt được không Tiến ơi? Anh Tiến tự khui hay là em khui xong của em tự khui tiếp tục là phần của anh? Anh Tiến ơi. Lên. Áo. Đỡ cái hiệp cốt sẽ khui sau cái video, khui sau cái rương này nha nè. Nón. Ui da, cái gì mà 3-4 cái nón này trời. Bao tay, đó, nó phải như vậy chứ. Ui nón, ok. Chặt rương này mày, khui này. Áo xốp. Nón xì đà. Trời, nó một dòng, đâu dân. Một dòng, ba dòng. Xốp luôn, bao tay này. Ôi trời, được sinh lực rồi em ơi. Bao tay cho được sinh lực rồi. Xốp. Không băng, nón không băng sinh lực một lực. Thôi, bán này xốp đi. Bao tay này chắc chắn có người cần này nè. Đỡ kích cái dòng đai lưng làm chậm sinh lực nỗ lực của đường môn á. Đó bao tay chắc chắn có người cần cho anh em trong bàn. Ok nha anh ơi. Nếu có đồ ngon ngon thì tính sau. Một tiếp tục một đôi giày. Nó à, nón. Bao tay. Áo giày. Áo. Ui ui. Sắm dụng ở ngoài chứ biết áo gì luôn nè. Rồi khui nè. Chặt rương quá. Nón sốt. Đồ áo không phục hồi nè em ơi. Áo này có phục hồi tầm 40 nữa có tiền rồi. Tiếp gơ nè. Này phục hồi 40 nữa có vô tiền luôn nè. Sốp. Ui được bao tay khăn lâu 24. Không có sinh lực lực ít dữ trời. Ok cũng được nè em ơi. Bao tay đó cũng được bèo lắm cũng được kim. Kim hơn. Cho người mươi xài. Sốp. Cái gì nhìn chán. Má cái áo không phục hồi buộc gơ nè. Phục hồi là ngon. Đôi giày Khải bán 3 triệu hơn anh em ơi. Tiếp tục. Áo nón. Cây vũ khí rồi. Chưa thấy cây vũ khí nào nha. Nón. Áo. À mới vừa rồi thấy cái nón 6 dòng anh em ơi. Mới rồi thấy cái nón 6 dòng. Ôi trời ơi. Nhìn sơ sơ thấy cái nón 6 dòng rồi. Không phong thú nè. Rồi tiếp theo. Sốp. Đồ, nón kim này cũng sốp luôn. Cùi quá. Sốp. Nón sốp. Rồi, sốp hết tất cả. Đồ. Đó, nhìn cái nón xấu dòng thấy ngon rồi. Đổ ra dòng này chịu nè mà. Sinh lực làm chậm này. Này có thể cho anh em là trong bang xài được. Rồi. Mấy quán đồ mà có thể cho sinh lực một lực cho anh em mang thì Khai đỡ lại cho anh em xài nè. Chứ không còn bán. Tại vì những món mà có người xài thì Khai sẽ đỡ lại cho anh em trong bang, vài chục vạn, vài trăm xu cho anh em trong bang cũng được. Khui. Dây. Lại là một sợi rơi dây. Lại là một sợi rơi dây. Khui luôn cái hiệp cốt nha nam. Khui luôn hiệp cốt nha. Khui nha nam. Khui hàng. Hiệp cốt. Gì đây? Một ô hay mấy ô? Một ô mẹ này. Úi. Trời ơi, một ô nè mày. Pha đó tưởng hai ô là ngọc bội nè. Một ô. Rồi, sức mạnh 18. Nhân hiệp cốc mạnh 18 rồi nè mày. Đây. Xe bơ tơ kỳ lắm lại. Ủa, ok. Ok anh Trần Tú ơi. Rồi ok anh ơi. Rồi, tiếp theo này nè. Khui. Dây. Hai dây xốp. Nón xốp luôn. Dây xốp luôn. Áo xốp luôn. Nón xốp luôn. Đâu, tính ra đậu gần ra đi gần 50 rương nữa anh em mà chưa có món nào nha anh em ơi. Đầu tối nay biết ra khơi ra vô bờ đây. Biết tối nay ra khơi vô bờ đây anh em ơi. Gần 50 rương rồi anh em ơi. À, tiếp tục những rương cuối cùng mình trong năm động. Những rương cuối cùng năm động báo này luôn đi. Mấy bánh này cũng nhiều. Rồi.
còn được khả như lá thêm ít nữa. Rồi, khu hết cái này là bên em đọc hết sạch sẽ. Chưa có gì ngon hết em ơi, fail nhập rồi. Hơn 250 em đang xem cho Khả lại ủng hộ chơi em ơi. La nhiệt tình, em la nhiệt tình lần sau Khả sẽ tiếp tục làm cho anh em xem anh em ơi. Rồi. Đâu thua kèo này ta bày kèo khác nè. Không sợ gì nữa, đâu đổi vị trí. Đổi vị trí nhiệt đồ. Rồi. Cuối hàng. Rồi. Ui một dòng luôn, quá chán thiệt sự. Ui trời ơi, nó xấu dòng. Chưa được đẹp đi lắm. Số. Đù, họ một dòng. Nỗ lực. Đủ tổng thố vậy. Đại lưng thủ lý làm chậm. Trời ơi, không không thủ anh em ơi. Đủ cái nón với đại lưng y hệt nhau luôn nè. Cái nón nữ lúc này á. Rồi, được mấy món có sinh lực nỗ lực này. Để lại cho anh em trong bang xài này. Đây, nón này. Đại lưng này chỉ có người xài trong bang xin này. Rồi. Món này sốt. Sốt, sốt, sốt. Nón này á. Nón này chắc cũng được cho anh em trong bang xài. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ Khả sẽ tiếp tục về địa điểm thì có một hướng mới tiếp theo. Ok, lên thành đô đông. Hiện tại đang mở cho Khả chưa có gì nha em ơi. Rồi, bây giờ em muốn đổi địa điểm Khả sẽ đổi một vị trí đó là lên mặt cái quật. Ui dạ. Rồi, chuyển mặt cái quật mở cho đẹp. Thì đổi vị trí nè. Anh Tiến ơi, tí nữa cái này xong rồi em khui 80 rương của anh luôn nha, được không? Được em khui luôn, được gì ảnh hưởng. Giờ biết sao giờ. Còn Khải còn ba mấy rương rồi em ơi. Đâu, toàn rồi. Hiện tại đã hơn 50 rương mà chưa cái gì nữa em ơi. Hơn 50 rương mà chưa cái gì nữa em ơi. Hơn 50 rương rồi, còn 20 cái cuối cùng rồi. Rồi ok, sau một hồi thay đổi thì Khải lên mặt cái quật em ơi. Anh em bảo cúng thủ địa 10 vạn lấy 10 điểm may mắn là chỗ nào em? Là chỗ nào anh không hiểu. Ok em ơi. Cứ ở đâu cổng, ok rồi hiểu. Bây giờ thì Khải sẽ quay về cho thằng anh mày ít đồ thứ nè. Thử nó cho mình đồ xịn đâu nè, mình cho nó ít tiền nè. Hôm trước Khải cho nó một mấy vạn rồi nè. Lần này cho nó mấy vạn rồi mình lên tiếp tục mặc cái quật cúng cho nó lấy 2% may mắn nha. Anh em nói hay rồi ta. Cho thêm 2 dạng nè. Rồi, đang là đa tài lần tốt của ngươi, ok. Rồi, bây giờ Khải sẽ lên mặc cái quật lại cúng thổ địa, đồ cái này hay nha. Cái này chưa biết lần nào luôn nè. Đây là thổ cộng A. Trạng thái phi chiến đấu không thể tham gia, không được anh ơi, không cúng thổ địa được nè. Có được nè. Đại hiệp chúc mừng thổ công nhận được 2 điểm may mắn và chỉ có dùng ở bản đồ trong 8 tiếng. Ai xà ngon, quá đẹp. Ok em ơi, sau khi lấy thêm được 2 may mắn từ thổ công thì bây giờ chúng ta sẽ đứng vị trí này và tiếp tục khui đô. Chỗ này cũng là một chỗ khá đẹp. Khui nha anh em. Nón, áo, giày, áo. Rồi, nó coi hàng gì đây. Giày, cắn băng, shop. Áo xấu dòng. Shop. Đồ, nó làm chậm, shop. Shop. Tất cả đều shop, không có món gì luôn. Tất cả đều shop nha nè. Bán shop. Shop này. Shop bin này. Rồi, cho đi shop bin hết rồi nè em ơi. Rồi, tiếp tục. Ui. Vũ khí chưa thấy không ta? Không thấy cái vũ khí nào luôn nè. Áo. Rồi, khui. Áo đa số là Khải khui thì nay là 150 rương rồi, đây là Khải khui gần 300 rương rồi. Đa số là nón, áo, bao tay, đai lưng. Không có trang sức cũng như không có cái vũ khí nào luôn nha anh em. Đồ, kháng lôi 26. Kháng độc. Kháng băng, ui. Thông phát. Đủ số toàn, đa số toàn không banh này nè. Đủ không banh này mà không có phục hồi, shop rồi. Shop luôn. Tất cả đều shop. Tiếp tục tất cả gì shop. À tiếp theo. Không thấy cái nào luôn Nguyễn Tuấn rồi. Rồi tiếp theo. Hello Mỹ Trần, hello Nguyễn Tuấn, hello Ngọc Lê nha, hello anh em. Đây lưng. Giày, đó, khối này. Ôi, áo làm chậm không phục hồi em ơi. Đa số không thấy một áo nào phục hồi 40 luôn ấy. Rồi, shop. Ui,
áo 6 dòng em ơi. Đã lên 120. Nón kim sinh lực cao, nón này chắc bán được 5-700 xu đánh kim. Sinh lực cao cũng được. 132 nội lực. Đôi giày shop. Giày nữ shop luôn. Ôi, tất cả shop này mà, tất cả shop rồi, chưa có món đồ gì luôn. Khải như thành đồ đông, Khải cho con em động nó gồm mấy ít đồ nào được cũng vứt cho anh em. Còn lại tất cả shop anh em ơi. Được một cái nón kim này. Nón kim này. Nón kim sinh lực cao 130 nội lực này. Rồi còn lại tất cả shop. Rồi, tiếp theo. À, game rồi cường ơi. Không thấy gì luôn cường ơi. À, tiếp theo này. Những món đồ cuối cùng của 70 rương. Shop. Shop. Wow, toàn đồ thổ không. Thổ nữa. Shop. Mọc, shop. 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 520 shop luôn. Rồi, tất cả shop còn một bộ tây nam cuối cùng. Ôi trời. Thằng pháp 1. Rồi, toàn 70 rương nha anh em, toàn 70 rương không có gì. Và chúng ta sẽ tiếp tục 80 rương tiếp theo ở cái bát Ngọc Lục Thần bát thứ 3 này nha anh em. 80 rương tiếp tục nha. Shop shop shop. Tại vì được mỗi cái bao tay cắn lôi 24 rồi, không có gì luôn em ơi. Lại là 70 rương không có một món đồ gì luôn. Rồi, bây giờ trong thời gian chờ đợi Khải sẽ đi khui tiếp 20 rương nữa nha anh em. Tiếp tục mở 20 rương nữa anh em ơi. Rồi, đủ 80 rương khui tiếp. Chuyến này đi ra khơi hơi xa rồi Nguyễn Cường ơi. Tới 70 rương xong rồi anh em ơi. Lên nghe mi mở đi hả? Ok Ngọc Lê ơi. Đang auto cho nó mở nè, auto mở hơi chậm. Tình trạng hơi căng nha. Còn 80 rừng cuối cùng. Mở ra vũ khí lấy là vừa. Không, hình như là nó không có ra vũ khí đâu nè em ơi. Thấy đa số trang bị nè. Tại vì Khải mở gần 300 rương rồi, Khải nghĩ đa số trang bị không có cái vũ khí nào hết. Không có cái vũ khí nào hết. Cũng không có xa về cành phèo đâu anh em ơi. Mình bình thường mà. Rồi, sau khi khui xong bắt đầu đi tiếp tục khui anh em ơi. Tiếp tục lấy 30 rương tiếp theo. Rồi. Lên nghe mi, ok lên nghe mi anh em ơi. Tiếp tục lên nghe mi. Rồi, thằng mình ngồi xin đồ, xin đồ. Không thấy cái chuyện nào mày, không thấy cái chuyện nào hết. Rồi, khui này. Không đỡ anh em chờ đợi lâu rồi, chúng ta tiếp tục khui 80 rương tiếp theo. Áo. Ba cái áo. Ui, 6 dòng. 2 dòng, 3 dòng. Ui. Cũng được, cái áo này cũng được. Không quá đẹp cũng được. Rồi, shop. Được áo hồ 40, nỗ lực cao anh em ơi. Shop, shop. Shop, tầm áo này chắc cũng được kim, kim rưỡi. Rồi tiếp tục. Áo nữa. Chặt chỗ rồi. Rồi, vui ha. Nón chón kháng họ, sinh lực cao. Ôi, áo này nón này cũng ngon ấy, nón này cũng đẹp ấy, sinh lực 144. Ui, xéo dòng anh em ơi, gần siêu phẩm ra rồi anh em ơi. Siêu phẩm gần ra rồi. Siêu phẩm gần ra rồi. Rồi được một cái nón cũng được tương đối nè em ơi. Kháng họ 13 và chón 20. Server này server đồ xanh nè. Đồ tầm này là gọi là xài ổn xài được anh em ơi. Rồi tiếp theo. Món tầm tầm được hãy cho anh em xem. Áo, nón. Áo. Áo. Ui. Sinh lực cao. Đó, bây giờ hàng về rồi sao thấy sinh lực nỗ lực khá nhiều nha, khá đẹp nha. Nón banh, shop. Áo này cũng shop. Áo thủy này cũng shop luôn. Tất cả đều shop. Chỉ giữ là được mấy cái đồ lúc nãy thôi. Áo shop này. Áo shop này. Áo shop này. Đó, nón shop luôn. Ừm.
Đúng. Rồi, khui. Sáu dòng đồ xanh cắn nón thổ nè. Là người mới có vẻ sinh lực lực ổn hơn á. Sáu dòng không luôn á nè. Sốp luôn. Sốp luôn. Trời ơi, đã lưng làm 130. Không có phòng thủ nè. Đâu à, thêm phòng thủ 20 nữa có mớ tiền liền nè. Mong chờ vào mấy cái món phòng thủ làm chậm nè. Được 3 món sinh lực nỗ lực này rồi. Ok, để bước cho xe nè. Em lên tới. Ngày mi đang ổn, ngày mi đang ổn nè em ơi. Ngày mi, ui. Không lên được ngày mi nữa. Đậu xanh. Không cho lên hay ạ. Nên ok. Cuối hết lúc này về sau. Áo. Rồi khui nè em ơi. Áo số. Áo này này. Kháng độc 22 số. Số. Sốp. Sốp. Đợi lần lúc nãy, ok. Rồi, ra khơi, ra khơi. Đủ về bờ đi, đi ra đảo xa đây. Rồi, hết 30 rương. Hết 30 rương nha Nam. Kháng lôi không phục hồi. Má cái này thêm phục hồi 40 là có mớ tiền rồi. Sốp. Đóng kim, sốp. Nó 530. Sốp luôn. Đóng này không có giá nè. 540. Đủ cái này mà sinh lực cao cao không được nè. 540 này chắc bán được vài trăm xu. Số. Thời gian đủ không banh thì không đọc không. Làm chậm phòng thủ cũng được đi. Đúng rồi nè. Đủ nó không đủ đa số đồ kháng banh đẹp không em ơi. Đồ kháng banh đẹp quá chướng. Rồi ok. Hết rồi. Giờ lái tiếp rồi em ơi. Cái này là người mới có vẻ ổn ổn hơn. Đồ nó nhìn nhìn hơn một chút nè. Này ở bên mặt cái quận thấy không có gì luôn. Rồi, bước qua này đi. Còn 50 rương cuối cùng. Anh em đang xem trong live ủng hộ chơi anh em ơi. Đâu, gần xém siêu phẩm, toàn xém siêu phẩm thôi nè. Cái đó mà đòi ra phòng thủ làm chậm 40 là trời ơi, lúa về. Đòi qua phòng thủ làm chậm 40 thì lúa về nè. Không banh đâu, đầu thì. Nơi anh đến là đảo xe. Rồi, cố gắng bắt thứ ba này về bờ không đây, anh em đợi một tí. Đâu, phun rương rồi ta. Em đọc phun rương đợi cả tí nữa mà. Được mấy cái đồ sinh lực nỗ lực đủ xài thì không phải phá VIP mà đủ xài rồi em ơi. Nơi em đến là đảo xa. Nơi em đến là đảo xa. Rồi cố gắng mở ra cái đồ gì được. Về bờ các anh em. À đèn có thế. Nón nổ thổ không. À nón nổ thủ lấy tiền về luôn nè. Mắt pin luôn nó một luôn. Ai làm nửa rương nữa là ngày mới tiếp. Tí nữa tiếp tục nửa rương lên hết nha Nam. Ra con đảo chơi rồi. Chưa chắc đâu Nam ơi. 30 chưa phải là Tết Nam. Còn 60 rương, còn 40-50 rương là 30 chưa phải là Tết. Đâu, cơ hội vẫn còn Nam à. Nón. Đây. Nón, đây. Rồi, khui. Khui hàng. Thông pháp 15. Nón băng shop. Ồ, nãy giờ khải khui mấy trăm rương mà không có cái áo nào phục hồi 40 luôn nè. Không có áo phục hồi 40 luôn nè. Nón trúng độc shop. Nón kim, à, nón kim sinh lực lực cao ngon. Đa số nón kim, nón thổ này nhiều nè mọi người, khá là đẹp. Nón này đẹp đấy, nón này có người xài đấy. Sinh lực lực 14x. Trời ơi, đây thổ không. Rồi, được cái nón thông pháp với lại nón sinh lực lực kim. Liệu có về bờ hay không? Tí nữa Khải sẽ bêm lên bài boss luôn nha em. Khải có 7-8 con tí nữa bêm luôn nha em ơi. Tí nữa xong video này Khải sẽ tiếp tục bêm lên bài boss nha em. Số. Ủa? Nón kim này nón kim lúc nãy mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Số. Cắn độc. Không bằng số. Dậy. Số. À có áo kim à. Ủa đâu có đâu ta. Đã coi tôi lại video tưởng làm có áo kim nào phục hồi ta. Đâu coi. Được coi. Quên. Đủ mở nhiều rương quá. Nãy có một cái áo kim phục hồi 40 mọc phục hồi kim.
nỗ lực 100 mấy, ok, quên. Cuối này. Lâu lắm mới có được áo nè. Áo nữa. Rồi khui nó chứa 2 ô lắm. Rồi. Hàng về. Áo mộc. Shop. Bang. Ôi áo thủy. Trời ơi, áo sinh lực 140 nữa. Má cái áo vái canoi. Đâu, áo này mà phục hồi 40, thay dòng chón 20 thành 40 nữa là nô một áo luôn á. Ôi giời, cái áo đẹp vãi chướng. Hay da, tiếc gớm nhỉ. Chỉ chênh lệch 2 dòng thôi, thay dòng thể lực vô dòng phục hồi đi. Thay dòng chón 20 thành 40 là nô một áo luôn á. Shop luôn. Không bằng shop luôn. Khó rồi. Không, nãy ở ngay 10 thấy ổn này mày. Nãy ở ngay 10 thấy ổn á. Rồi, khui. Rồi, căng binh cũng đọc sinh lực 40. Căng lô 10. Gió. Đâu. Lại một cái áo đẹp nữa, không có hồi nữa. Ôi trời. Sinh lực 130 mấy đẹp ghê luôn. Giúp. Đại kim này cùi quá. Thôi. Giúp. Đâu, áo không phục hồi nữa. Đôi giày 25, 38. Rồi đôi giày này shop luôn là ai xạ. Rồi, nón kim này shop luôn. Rồi, nón thổ này bỏ đi. Nón thổ này không ai xài được. Được cái sinh lực 9x, 8x nhưng còn 10x nhưng không thua. Rồi, hai cái đai cuối cùng. Liệu có về bờ hay không anh em ơi? Trời, tồn đồ kháng banh không? Áo kháng banh. Đủ, áo kim, đai lưng nem kim. Đai lưng này trong bang có người cầm, để cho thằng em mới xài. Ôi giời. Rồi, sắp to rồi, sắp ra đảo rồi em ơi. Sắp ra đảo rồi. 5. Phần tường trung tâm. À, 30 kim ra đây rồi. 30 kim ra đây rồi. 30 kim ra đây rồi em ơi. Ô cái nón này rác luôn. 30 kim ra đây rồi. 30 kim ra đi theo tiếng gọi anh Phèo. Đó. Hôm nay chiều anh Phèo theo 100 mấy chục rương ra khơi hả? Giờ còn khái hả? Đâu ra khơi rồi. Ra đi rồi. 1, 2, 3, 4. Nón này xốp này vứt đi. Còn lại ô chứa không? Không đủ ô chứa ta. 1, 2, ok. Rồi, những cái rừng cuối cùng Khải sẽ đổ vào này đây. Tí nữa Khải sẽ tổng đồ cho anh em xem nha anh em ơi. Tổng đồ tổng bao nhiêu tiền cho anh em xem nha. Giá trị đồ bao nhiêu tiền, bao nhiêu xu cho anh em xem. Ai chà chà chà. Đứng gần là hương phận tí hả? Lên võ đăng mấy cái áo phục hồi á. Thiệt không anh em? Đồ anh em nhiều trò dữ ta. Ok anh em lên võ đăng mấy cái áo phục hồi đúng không? Lên võ đăng đi. Còn những rừng cuối cùng nha anh Tiến ơi. Lên đường môn lấy một thủ lý hả? Đồ thiệt không vậy? Ngồi kia lấy một thùng lý đi. Đừng muốn lấy một thùng lý mà anh em. Môn phái. Đường môn. Rồi. Tiếp tục lên đường môn. Vô trưởng môn đây. Vô trưởng môn. Coi thử nó tặng nhiều không anh em. Không biết ra khơi hay không đây. Còn có 20 rừng cuối thôi nè. 20 rừng cuối thôi. Rồi. Vô. Vô sang. Đó, thằng này là phòng chính thôi, đâu phải trưởng môn đâu. Trưởng môn đứng chỗ nào ta? Trưởng môn đứng chỗ tế tổ phòng rồi phải. À, phòng khách. Anh nghe thông may mắn, ok. Anh tầm này gần hết. Để mua một mình thì mua một bình. À, quá tưởng này một tiếng mà, dư sức nè. Quá tưởng này một tiếng. Anh với kèm với thiên sơn là dư sức. Rồi, đây là những trang bị cuối cùng của ngày hôm nay của Bách Ngọc Lục Thần thứ 3.
Anh em mong anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải hơn 100 like ở video này nha em ơi. Khải sẽ tiếp tục khui những anh em những cái video tiếp theo cho anh em xem. Rồi, khui à. À, anh em nhiều chiêu dữ ta. Người thì bảo lên đường môn, người bảo lên thiên nhẫn để lái đầu hở hó à. Ôi giời, cái nón xấu dòng. Xấu. 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 Đồ, sức lực cao anh em ơi. 510, 20 làm gì? Số tóc 12, tóc 14 bó. Giờ nó banh số. Trời ơi, cái đôi giày. Vãi cái nồi. Đôi giày mà tóc 33 còn bán được ít tiền anh em. Tóc có 13 trời. Nó thảm dữ không? Ôi, anh em nào cần thì xài. Rồi, số. Trời ơi. Sắp từ đầu tới cuối năm ơi. Rồi, ok. Tiếp theo. Những cái comment của anh em là đỡ lần sau làm cho anh em ơi. Những comment của anh em lần sau nha. Đốt phòng nó luôn hả? Ok nè. Hàng về, hàng về. Hàng về cái nào. Ôi, áo đẹp gơ, không phục hồi luôn. Sinh lực lực, làm chậm 20 nè. Cái này chắc vứt luôn. Không phục hồi gì cái vứt thôi. Áo mà không phục hồi chỉ vứt thôi. Số. Đó, trời ơi, sinh lực ra phục hồi thì sinh lực thấp dữ người ta. Cụ đi chân lạnh thấp rồi. Cái áo này cũng khá được đó nè. Mà sinh lực lực thấp quá. Được cái khám ăn cao, ok. Cho ngày mới xài cũng ok đấy. Đâu, áo này khám ăn cao đẹp ấy mà. Không có sinh lực nè, buồn gơ gớm. Đồ, lên này mấy cái đồ có vẻ năm xấu dòng họ là ok đấy. Đôi giày này. Rồi, sốt luôn, đại kim sốt luôn. Trời ơi, toàn đồ chúng độc không. Ôi giời ơi. Thằng gắn lôi này số 19 số. Ôi, được nó làm chẳng 40. Đâu. Cái này mà sao nó không bỏ vô cái gì đẹp đẹp hơn tí nè. Nó làm chẳng 40 không còn thú trời. Toàn. Nghe mươi anh còn chưa có đồ ở đây em. Nghe mươi anh còn áo còn cùi áo đó nữa. Nghe mươi xài. Thở lực cao. Rồi xong. Cụ đi chân lạnh tốt. Ok anh em à, video này với 150.000 một thằng. Và coi như là chắc là không về bờ nổi rồi. Và bây giờ anh em cùng chờ đợi Khải tổng cái đồ thử như thế nào anh em. 20 kim hơn. Với 100 mấy chục cái là gần 20 kim. Shop này. Cụ đi chân lạnh tốt luôn. Shop. Ok. Hai cái món làm chậm trời. À. Cho anh em xem nha. Tại bây giờ thì đỡ nghe mi xe xài rồi em. lạnh thốt. Toàn món thổ không em ơi. Rồi cho anh em xem tổng đồ này. Tại tổng đồ thì cũng được một rương đồ. Nhưng mà trung bình chắc bán vài chục vạn không có nhiều em ơi. Vài chục vạn cho đến 500 xu một kim thôi, không có nhiều lắm. Đúng lạnh ngắt luôn nè. Lạnh ngắt luôn. Đây. Cho anh em xem những cái món bán được này. Đây, đó. Rồi những món bán được thôi nha. Những món cùi cùi thì chiếc xe mang này anh em trong bang xài thôi. Đó những món bán được nè. Những món thổ không ai xài rồi. Món bán được nè. Rồi món bán được nè. Gọi là bán được tiền ấy nha. Đó món bán được nè. 500 xu đến kim ấy là món bán được. Món bán được nè. Còn mấy món còn lại bên này đa số là sinh lực nội lực cho anh em xài thôi. Vứt cho anh em xài thì không bán được anh em ơi. Rồi. Đây đi lệnh tốt rồi. Rồi anh bị bắt xanh gỡ vốn rồi nè. Có 7 con là bắt xanh gỡ vốn rồi. Đây. Đó. Tiếp theo. Được coi còn gì nữa đây. Một đôi lưng 530. Một đôi lưng 520. Không ăn thua. Không bán có tiền được. Nón 520 không bán có tiền được. Rồi. Một nón chón kháng hỏa 13-30. Nón này không yên thua. Bán không có tiền được. Rồi. Cho anh em xem nữa coi. Rồi. Ra đi làm tốt luôn. Tổng thở là một rương nó tương đối là 100 số 150 rương. Là 150 rương nhân cho 50 xu thì là 7 kim 5.
7.5 là anh em tổng là anh em xem tốn hết 7.5 cái ngọc lục thần này rồi cộng cho 100 đâu nãy là khả năng khui 100 mấy ta 160 đúng không rồi 160 anh em 160 rương á sorry anh em 160 ngọc lục thần là nhân cho 50 là hết 8 kim này đó ra khơi 8 kim này tiếp tục là 160 nhân cho 20 vạn là tốn hết 3.200 vạn chia cho 600 thì tốn hết tầm 5 kim rưỡi đó tiền vạn là tiền vạn 5 kim rưỡi này 8.000 xu này cộng cho 5.000 rưỡi xu tiền vạn đổi này rồi tiếp theo là 320k điểm tốn kim tổng cho anh em xem nha nhân cho 1.6 là hết 5 kim này 320k nhân cho 1.6 thì hết 5 kim 120 xu đó tổng thở ra đi đó là 5180 nè 80 nè đó cộng cho 5500 cộng cho 5120 tổng video này hết khoảng 18 kim 620 xu thì 18 kim 620 xu này thì nhân cho kim 65 đi nhân cho 65 thì chúng ta tốn hết khoảng 1.2 hơn em nó rẻ mà 1.2 ok không sao buổi sau làm lại 1.2 nha em rồi bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem thử 1.2 thu được gì một tay khắn lôi 24 một tay khắn lôi 24 này thì ở server thì cũng gọi là hàng hiếm đó nhưng mà để mà bán giá cao thì khả năng không cao lắm đâu một tay này đó thực sự bán thì cao lắm thì khoảng tầm 2 kim thôi nè mà bao tay này chắc Khải sẽ đưa ngày 10 Khải mang tại vì ngày 10 Khải không có đó 2 kim ngày 10 Khải chưa mang được bao tay nào đẹp như bao tay này tại vì bao tay Khải mang một cái bao tay khá 16 thôi nên là bao tay này Khải sẽ đưa ngày 10 rồi khoảng 2 kim cái áo này thì 40, 17, 20 áo này thiệt sự khá là đẹp nè mà tiếp rất là không có sinh lực lực áo này nó thiệt sự mà bán thiệt sự mà Khải mua đi Khải mua áo này chắc cũng được khoảng tầm 2 kim 1 kim rưỡi đến 2 kim thì cho nó 2 kim đi 4 kim đó 4 kim đôi giày này chắc là 500 xu quá thì mua thôi nón này thì đỡ mà nói cái nón này thì thiệt sự quá đẹp sinh lực lực nón này đỡ mà thiệt sự bán bèo lắm cũng phải 300 xu cho đến 500 xu đến 1 kim 5 xu đến 1 kim khoảng 300 vạn đến 600 vạn là có người mua ngay rồi 1 kim nữa đây 1 kim nữa là 5 kim từ 3 món nón này thì 13-20 thì kháng hỏi hơi thấp nón này chắc vài 500 xu chắc Khải nghĩ cũng có người mua tại vì nó đi theo hướng vũ khí thủy, nón thủy, đai lưng thủy hoặc là ngọc bội thủy thì nó vẫn kích được 80 chón. Thì cái nón này bèo lắm được 500 xu. Đó, 5 kim rưỡi. Áo này 40 hợp kim. Sinh lực thì tốt, đâm ra nội lực thì thiên nhẫn thì nếu mà xài phá hành thì thiên nhẫn xài cái nó, cái áo này vẫn đẹp. 40 108 thì áo này đỡ mà nó thiên nhẫn phá hành theo vũ khí thủy thì xài được. Hoặc là gió đan cũng có thể xài được. Áo này thì đỡ nó chắc cũng tầm 1 kim. Một kim nữa là khoảng tầm 6 kim rưỡi đi. Đó, 6 kim rưỡi. Rồi, nón này là làm cho 40, sinh lực lực khá thấp. Nón này chỉ còn 500 xu. 500 xu thôi anh em ơi. 6 kim rưỡi này nữa, 7 kim. Nón này thì đẹp hơn một tí. 80, 113. Nón này chắc được 1 kim, đúng 1 kim rưỡi. Cho nón kim đi. 9 kim. Đó. Nón này thì nữ thì làm cho 40. Nón này chỉ 500 xu. 9 kim rưỡi. Đó. Rồi cái nón này thì sinh lực 132, kháng độc, nội lực hơi thấp, nón này chỉ 500 xu. Rồi ok. Chúng mình tổng thở thu được 10 kim nè. Cũng không lỗi gì mấy nha mọi người. Không lỗi nha anh em. Đó. Không lỗi gì mấy anh em, chỉ lỗi hơn 2 kim thôi và cái thời gian anh em làm video thôi. Ok. Anh em xem video bắt thứ 3 này thì đừng quên để lại cho Khải một like và share ủng hộ video này cho anh em ơi. Và nói chung tổng thở Khải lỗ khoảng tầm 2 đến 3 kim thì cũng thu hồi vốn anh em ạ, không lỗi lắm đâu. Ok nha anh Tiến ơi. Không lỗi lắm đâu anh ơi. Mà đỡ mà nói ngồi bán mấy món đồ này chắc cũng thời gian chắc một tuần gì đó 10 ngày thì mới ra mới choi được hết mấy món đồ này. Còn cái áo này giữ bao tay này em xài rồi nên không bán. Còn món này sẽ ngoài bán tầm 500 vạn, 300 vạn chắc chắn thì có người mua. Áo này đẹp này. Đó. Anh em ai bỏ đăng quyền xúc. Này. Một cái này. Cái thứ hai này. Bỏ đăng quyền xúc này. Thì xúc này, hai cái này. Nón này, cung luôn đao, xúc này, cái bàn, tiếng nhẫn MB, xúc này, cung luôn đao này, đó, rồi, giày này, cho này,
Cái này thì cho không bán thêm. Rồi nón này thì đường môn thiên nhẫn đang quyền này. Đó. Đây. Đẹp này. Đó, ok. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục đánh 7 lần bài boss em ơi, 7 lần bài boss. Lô 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 lô, đồ ra khơi anh em ơi. Ừ, ra khơi quá. Thấy rồi, thấy cái màu rồi. Nói chung là lỗ nếu mà được bán hết thì lỗ tầm 3-4 kim thôi, không nhiều lắm, 3-4 kim. Chùa lắm, anh Khải ơi. À, chùa bãi trưởng. Đâu có dễ. 500 rương mới được một cây vũ khí đó, dễ ăn đó. 500 rương hả? À? Vãi trưởng, anh mở rồi. Anh mở 613 rương rồi đó. Mà nó hiện chỗ nào mà 613 rương? Cái móc anh ăn anh cộng vô thôi. Mình tự cộng hả? Ờ, tự cộng. À, tự cộng thì anh nhắn anh em bữa hôm em hỏi ủa AD sao mà không có trang sức vậy chừng vậy, nó không có trang sức anh ơi, chỉ trang phục thôi. Móc 500 đến 1000 là sẽ có cây vũ khí, một gương vũ khí. À, được. Giống như anh mở đồ tiếp vậy thôi. À, ok ok, rồi hiểu. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ làm like hộ cho anh em ơi.